Đây là bộ phim về thế giới hậu kiếp, nên tất cả người chết đều phải trải qua 7 phiên tòa, tương ứng với 7 tội lỗi lớn nhất của con người. Nếu lười biếng, bạn sẽ bị cán mỏng như quần lót ngọc trinh. Nếu sát sinh, bị ném vào biển dùng làm nóng chảy. Nếu bạo lực, hãy chuẩn bị tinh thần rơi tự do xuống vực sâu. Nếu nói dối quá nhiều, sẽ bị cắt lưỡi, phản bội thì bị nhốt vào lồng kính. Bất nghĩa sẽ bị đóng băng. Và tội nặng nhất, chịu mọi hình phạt nặng nề nhất. Anyway, sau khi chết thì bạn được đưa qua 7 phiên tòa xét xử. Tội lỗi lớn nhất là bất hiếu. Nếu sạch sẽ sống sót qua 7 phiên tòa này, thì sẽ được Isekai chuyển thân hóa kiếp. Và đó là bộ phim thử thách thần chết mà tôi sẽ recap ngày hôm nay. Phim cực hay, nên hãy ngồi ngoan ngoãn, tận hưởng bữa cơm và đắm chìm vào những bài học ý nghĩa mà bộ phim sẽ mang lại. Tôi là vui vẻ. Còn thanh niên mặc áo cứu hỏa này là nam chính, tên là Ya Hong. Tên đáng yêu phết nhỉ? Ya Hong, Hong ra, Hong bé ơi. 5 phút trước, Ya Hong vẫn còn sống, nhưng do quá dũng cảm cứu người, anh đã chết sau khi rơi từ tầng 13 xuống đất. Hiện tại, hình hài này chỉ là một linh hồn đã lìa khỏi thể xác, đang lơ ngơ chả hiểu kiểu gì, thì anh gặp hai người lạ mặt tự xưng là sứ giả địa ngục, có nhiệm vụ đưa anh xuống âm phủ. Chị tóc ngắn tên là Độc Chun, có người đàn ông là thế tử này. Hai người vô cùng bất ngờ vì Ya Hong là một linh hồn thuần khiết. Tại sao họ lại bất ngờ? Đó là bởi vì linh hồn thuần khiết vô cùng hiếm gặp. Lần gần nhất xuất hiện cũng là gần 500 năm trước. Chưa kịp nói lời vĩnh biệt mẹ già, Ya Hong đã lập tức bị kéo ngay xuống địa ngục. Tại đây anh gặp sếp của hai sứ giả địa ngục, aka vệ thần Gang Lim. Vì là linh hồn thuần khiết duy nhất trong đợt tuyển sinh người chết này, anh được chào đón vô cùng nồng nhiệt. Cứ tưởng anh sẽ có ngay một vé tuyển thẳng vào kiếp sau. Ấy thế mà bất ngờ chưa, cánh cổng mở ra đầu tiên lại chính là tòa án sát sinh. Ya Hong vô cùng hốt hoảng. Thực ra là anh chưa giết ai bao giờ, ngoài việc quay tay giết hàng triệu sinh mạng hàng ngày. Các vệ thần giải thích rằng gián tiếp giết người cũng bị xếp vào tội sát sinh. Để trách lại cho chắc, chị tóc ngắn dùng siêu năng lực quét lại toàn bộ cuộc đời của Ya Hong và phát hiện trong một đám cháy nọ, Ya Hong đã bỏ mặc một đồng nghiệp trong đám cháy. Dù thừa thời gian để cứu, ngay lập tức anh bị thần sát sinh triệu tới, bị kết tội gián tiếp giết chết đồng nghiệp, lãnh án 5 năm trong địa ngục núi lửa. Cơ mà thi hành án luôn thì hơi bất công đúng không? Nên là các vệ thần đây sẽ có trách nhiệm bảo chữa cho bị cáo. Và lúc này sức mạnh hồi tưởng bắt đầu lên tiếng. Hóa ra anh đồng nghiệp kia đã nhờ Ya Hong cứu tất cả những nạn nhân khác trong đám cháy trước. Tuy nhiên, ngay khi Ya Hong định quay lại cứu bạn thì mọi thứ đã quá muộn. Đặt lên bàn cân thì rõ ràng cứu được 8 người vẫn giá trị hơn là 1 người. Ngẫm thấy Ya Hong cũng không có lỗi, thần sát sinh tuyên bố kết thúc phiên tòa, rồi thả Ya Hong đi tới ải tiếp theo. Và công cuộc leo rank của 4 người lại tiếp tục. Lúc này Ya Hong mới lên tiếng thắc mắc rằng: "Ê, hà cớ gì mà ba ông này cứ bao chữa cho tôi?" Hóa ra là ba vệ thần này có một ràng buộc thế kỷ với chỗ tể địa ngục, rằng nếu họ cứu được 49 linh hồn thuần khiết thì có thể đầu thai thành bất kỳ ai. Tính tới hiện tại, cả ba mới chỉ cứu được 47 linh hồn thuần khiết, Ya Hong là người thứ 48. Đó là lý do ba vệ thần phải bảo chữa cho bằng được thì thôi. Ngồi nói một hồi thì cả đội đến thác nước của nữ thần lười biếng. Để tránh bị xử ép như lần trước, đội vệ thần cho phiên tòa xem tất cả những thước phim cho thấy Ya Hong là một người vô cùng chăm chỉ và lương thiện. Ngoài công việc thường ngày, anh còn giúp đỡ những người xung quanh. Sự chăm chỉ này đã khiến nữ thần lười biếng vô cùng khâm phục. Tuy nhiên khi được hỏi về động lực khiến anh chăm chỉ, thì Ya Hong lại trả lời là tiền. Là một người theo chủ nghĩa vô sản, nữ thần vô cùng tức giận với lời thú tội này và có ý định đẩy Ya Hong xuống máy xay thịt khổng lồ. Xem đến cái đoạn này thì tôi nghĩ là tất cả những thằng đang xem cái video này và kể cả tôi thì thành bíp tết, thành burger hết. Trong lúc bĩ cực nhất, sức mạnh của kẻ khổ lại phát huy tác dụng. Hóa ra, hình như dùng từ hóa ra hơi nhiều nhỉ. Nhưng mà hóa ra là Ya Hong chăm chỉ kiếm tiền lại có lý do. Ai mà chả thế? Mẹ anh già yếu lại còn cầm điếc, lúc nào cũng cần thuốc thang. Em trai đi học, tháng nào cũng phải đóng tiền. Nên Ya Hong tranh thủ làm việc mọi lúc mọi nơi, thậm chí đến một ngày nghỉ cũng là xa xỉ. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo và chăm chỉ của anh, nữ thần lười biếng đành rút lại mọi phán xét và tha tội. Phiên tòa tiếp theo. Nhưng mà trên đường đi là một con sông chảy xiết, và hôm nay thì có gì đó sai sai. Bình thường thì con sông này yên bình lắm, thế mà hôm nay lại xuất hiện cả quái vật. Chúng tấn công mạnh bạo như một cơn bão. Cơ mà sức mạnh thì cũng chỉ như phần comment trên YouTube, được kể máu chiến chứ không nguy hiểm lắm. Bằng vài đường kiếm cơ bản, các vệ thần dọn sạch đám quái vật bầu nhầu. Cơ mà nguyên nhân của chuyện này là sao? Các vệ thần giải thích rằng một người thân nào đó của Ya Hong vừa chết, và vì lý do nào đó lại biến thành linh hồn hận thù. Nếu để linh hồn này tiếp tục quấy phá, thế giới địa ngục sẽ không được yên ổn. Ngay lập tức, vệ thần Gang Lim giao lại công việc cho hai đồng nghiệp trở về dương gian để tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. Quả đúng là em trai của Ya Hong, aka Su Hong vừa chết. Trông thấy vệ thần địa ngục tới, linh hồn hận thù của Su Hong chạy trốn. Một cuộc đuổi bắt diễn ra với tốc độ ngã ngửa tốc độ lần Shopee của bạn sau khi nhận lương. Một phát nhỏ nhỏ, ông già và đứa bé này sẽ xuất hiện khá nhiều trong phần phim sau. Trong lúc Gang Lim còn đang bận đủ đưa với Su Hong, thì ở dưới địa ngục, Ya Hong bất ngờ gặp Gi Hun, người chơi số 456 trong Squid Game. Sau khi đã phá đảo trò chơi, Gi Hun trở con mẹ nó thành chúa tể địa ngục, đúng như những gì bọn tôi đã phân tích trong cái clip này. Nếu chưa xem thì xem nhé. Gi Hun cảnh cáo cả đội nếu không xử lý xong chuyện này sớm, ông sẽ đích thân lên rừng gian để giải quyết. Ý kiến hay đấy, sao ông không lên luôn mẹ thế? Trở lại với Gang Lim, cuối cùng ông cũng tìm ra chân tướng sự thật. Chuyện là hôm trước, Su Hong được giao nhiệm vụ đi gác đêm cùng với Dio của nhóm nhạc EXO. Cơ mà do anh này là tân binh, chưa có kinh nghiệm, lộ rõ vẻ sợ hãi, người ngậm run lẩy bẩy. Su Hong thấy thế liền tới an ủi: "Đừng khóc nha, hãy nín đi, anh thương em." Thế nhưng đột nhiên anh tân binh loạn trạng, bóp nhầm có súng, Su Hong dính đạn nằm gục ra đất. Dio sợ quá không biết phải làm sao, đành gọi cấp trên, aka trung úy Park tới. Cơ mà éo le chưa, ông trung úy này sắp được thăng chức, nên rất sợ bị chuyện này làm ảnh hưởng, nên
nên đã lập tức ra lệnh cho Dio dọn dẹp rồi cùng đem Su Hong đi chôn. Khổ nỗi là Su Hong đã chết đâu, sau khi bị chôn sống anh mới thực sự chết. Hành động xong xuôi, Trung úy Park về đơn vị báo cáo với cấp trên là Su Hong mất tích là do đảo ngũ. Chứng kiến bi kịch đau thương này, Gang Lim chợt nhớ lại ký ức năm xưa, thế nên là ông không nỡ giết chết linh hồn của Su Hong. Ngược lại, Gang Lim muốn đưa anh xuống địa ngục để có cơ hội đầu thai chuyển kiếp, thế nhưng lòng hận thù của Su Hong quá lớn, anh không thể tha thứ cho những kẻ đã giết hại mình, ngày nào cũng bám theo Dio. Anh này cũng mỉ quá hổ thẹn nên sống ngày qua ngày trong áy náy và tội lỗi. Một tối nọ, trong lúc say xỉn, Dio tìm tới nhà của Su Hong và ném vào trong một tấm bản đồ, trong đó có đánh dấu tọa độ nơi mà xác của Su Hong bị chôn sống. Về sau thì tìm tới một nhà kho trống để tự tử. Su Hong biết chuyện này không phải lỗi của Dio mà tất cả là tại MCK, nên đã cầu xin Gang Lim cứu anh và anh chàng tân binh tội nghiệp. Đổi lại, anh sẽ không chạy trốn nữa và ngoan ngoãn trở về địa phủ cùng Gang Lim. Mặc dù vệ thần không được phép can thiệp vào chuyện sống chết của con người, nhưng thấy Su Hong chịu nghe lời, ông cũng chiều ý và cứu lấy Dio. Vấn đề oan hồn của Su Hong tạm thời được giải quyết. Tuy nhiên, Gia Hồng tới địa phủ thì lại đang gặp khó. Với cửa ải mang tên lời nói dối chân thật, anh bị cáo buộc đã viết gần 100 bức thư để nói dối người khác, mà đa phần là người mẹ cầm điếc của anh. Tức giận với hành động bất hiếu này, thần dối trá suýt nữa đã cắt lưỡi Gia Hồng. Cơ mà lại một lần nữa, sức mạnh của kẻ khổ lại lên tiếng. Ga Lin từ trên dương gian kết nối thông qua trị tóc ngắn để bảo chữa cho thân chủ của mình. Thì ra Gia Hồng sợ mẹ lo lắng, tuyệt vọng bị bệnh tật nên đã tự tô tự vẽ lời một cô vợ, nói dối với mẹ rằng mình đang rất ổn để mẹ có thể lạc quan và tiếp tục điều trị. Nhờ có những lá thư này mà mẹ anh khỏi bệnh từ lúc nào không hay. Anh bạn à, tôi đã nhìn lầm anh rồi, tôi quá hồ đồ. Và thế là tội dối trá của Gia Hồng bị xóa bỏ, hành trình đã tiếp tục. Hai cửa ải tiếp theo là bất công và phản bội. Thần bất công chuyên trừng trị những kẻ ích kỷ, từ chối giúp đỡ những người cần họ. Kết cục cho loại người này là bị giam cầm trong băng giá. Hình phạt này kéo dài hàng ngàn năm, thậm chí cả triệu năm. Rất may Gia Hồng sống trên đời lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nên nghiễm nhiên anh không bị phán xử tại địa ngục bất công. Sang đến cửa ải tiếp theo, địa ngục phản bội, nơi những linh hồn phản bội sẽ bị nhốt vào một chiếc gương và rồi vỡ vụn. Với hào quang nhân vật chính và hào quang của linh hồn thuần khiết, Gia Hồng lại tiếp tục được đặt cách qua cửa ải này một cách dễ dàng. Tuy nhiên, căng thẳng thực sự lại ở hai cửa ải cuối, bạo lực và bất hiếu. Khi còn nhỏ, Gia Hồng từng đánh em trai suy dinh dưỡng của mình thừa sống thiếu chết. Chưa kể lúc này, mẹ của cả hai còn đang bị bệnh nằm liệt một chỗ. Thế nhưng Gia Hồng đánh em xong cũng không thèm xin lỗi, bỏ nhà đi 15 năm không về. Chứng cứ quá rõ ràng, thần bạo lực bỏ qua luôn phần bảo chữa, tuyên bố Gia Hồng án tử, hình phạt là đẩy xuống vực sâu. Đúng lúc này từ trần thế, Gang Lin gọi điện về, yêu cầu tòa án cho phép xử hỗn hợp, tức là xử cả hai tội bạo lực và bất hiếu cùng một lúc, và cũng là để cho Gia Hồng thêm một cơ hội thanh minh. Tuy nhiên, nếu Gia Hồng thực sự có tội, đội vệ thần sẽ bị tước bỏ cơ hội được đầu thai chuyển kiếp, hay nói cách khác là được ăn cả, ngã thì cả tim ăn cứt. Cơ mà háo mình chưa, Gia Hồng lại từng có ý định giết mẹ mình thật. Anh Gia Hồng phải đùa đúng không? Thật luôn mà. Thì ra là Gia Hồng từng tuyệt vọng tới nỗi buồn giết mẹ, sau đó tự tử cùng em trai, vì như thế cả ba mẹ con sẽ không phải sống bất hạnh và đau khổ nữa. Tuy nhiên anh không đủ can đảm để làm điều này, nhưng cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với mẹ và em trai mình, nên đã bỏ nhà đi, quyết tâm trở thành Origin hợp thể với Denver, hát sổ bán chết bán sống để mang tiền về cho mẹ. Đúng lúc này trên trần thế, ba mẹ cầm điếc của hai anh em tìm tới doanh trại quân đội của Su Hong để kêu oan cho cái chết của anh. Tuy nhiên, một người già vừa cầm vừa điếc thì làm gì có tiếng nói. Tay Trung úy Park sợ bị bại lộ, liền tới bắt nạt bà lão. Linh hồn của Su Hong ở gần đó chứng kiến tất cả, lòng hận thù của anh quay trở lại, khuôn mặt bắt đầu biến đổi trở về dạng oán hồn, tạo nên một bão cát cực kỳ lớn, gián tiếp tạo ra bão cát dưới địa ngục, nhấn chìm anh trai Gia Hồng. Trong lúc nguy cấp nhất, Su Hong chợt nhìn thấy hình ảnh anh trai đang gặp nạn vì mình, ngay lập tức kiềm chế cơn giận, ngừng cơn bão cát. Nhưng lúc này, địa ngục bất hiếu trồi lên từ lòng đất và cửa ải cuối cùng chính thức bắt đầu, và chúa tể địa ngục Gi-hun 456 là người trực tiếp phán quyết. Không nói nhiều, thằng này đáng tội chết. Phán quyết quá vội vã khiến Đốc Chun cực kỳ bức xúc, cô dùng hơi sức bình sinh để gào thét, bảo chữa rằng Gia Hồng làm vậy là vì quá bất lực, vừa không có tiền để mua thuốc cho mẹ, không có tiền mua đồ ăn cho em trai. Hơn nữa, hành động của anh mới chỉ dừng lại ở ý định, không ai chết trong đêm đó cả, mẹ anh cũng không hề hay biết. Lời bảo chữa nghe vô cùng thuyết phục, nhưng mà chéo ngoe chưa, plot twist đây này. Mẹ Gia Hồng lúc đấy không hề ngủ mê, bà biết hết những gì Gia Hồng định làm, nhưng quyết định nằm im, vì bà biết nếu mình mất đi, hai đứa con sẽ sống thoải mái, không phải gánh thêm nặng nề nữa. Biết được sự thật, Gia Hồng lại càng cắn rứt hơn. Anh quỳ gối cầu xin Gi-hun cho mình được hiện hồn về báo mộng cho mẹ, nhưng Gi-hun không cho, bất hiếu đáng tội chết. Thế nhưng đúng lúc này mặt đất bắt đầu rung chuyển, khuôn mặt mẹ Gia Hồng từ dưới đất hiện lên. Thì ra Su Hong đã kịp về báo mộng hộ anh mình. Trong giấc mơ, Su Hong an ủi mẹ rằng mình đã được lên thiên đàng và đang sống cực kỳ hạnh phúc. Đồng thời anh cũng cầu xin mẹ tha thứ cho Gia Hồng vì hành động dại dột năm xưa. Vì đây là thế giới trong mơ nên bà có thể nói ra suy nghĩ bấy lâu của mình, rằng từ trước tới nay chưa một lần bà trách móc Gia Hồng, thậm chí còn cảm thấy có lỗi vì đã khiến cuộc đời của các con phải khổ cực. Những lời ấy của bà cũng chính là sự tha thứ cho mọi lỗi lầm mà Gia Hồng đã gây ra. Theo luật giới địa phủ, chỉ cần người trên trần thế tha thứ, tội lỗi của linh hồn sẽ được xóa bỏ. Hay, vỗ tay, tôi sẽ đi cướp ngân hàng, mua xe phân khối lớn, ăn chia với giám đốc ngân hàng rồi xin tha tội. Sở tong, Gia Hồng được phán vô tội, phải được cho phép đầu thai chuyển kiếp. Khoan,
thế thì đội vệ thần vẫn thiếu một linh hồn để được đầu thai chuyển kiếp. Người này là ai? Người đó chính là Sù Hồng. Anh được Gang Lim chọn là linh hồn thuần khiết thứ 49. Liệu lựa chọn này của Gang Lim có đúng đắn? Hành trình tiếp theo sẽ ra sao? Liệu còn plot twist điên đảo nào nữa không? Tất cả sẽ có trong clip recap phần 2 trong ngày mai của một người nào đó. Còn bây giờ, tôi lại vui vẻ đăng ký The Reviewer, người chơi điện tử, người tối cũ và vui vẻ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.